hôm nay mình sẽ đem đến cho các bạn con sa chia. Con này là zin được dọn kiển với lại ốc là 60% là ốc titan nha. Mời mọi người đi xem một vòng chiếc xe. Mình sẽ review xe này đã dọn kẽ như thế nào thì mình sẽ nói chi tiết cho các bạn biết ha. Thì phần trước tiên mình đập vô bộ ghi đông. Bộ ghi đông thì được vô là bao tay dây và gù của là Vioma 11. Hàng này thì giá khoảng là 200 đô lại thôi. Thì tiếp theo đó là tay thắng này vẫn là tay thắng zin. Tay thắng zin ốc là thay ốc titan luôn nha mọi người. Đây là thay ốc titan luôn. Ốc chân kiến cũng là titan. Nói chung là xe này chỉ còn thiếu là ốc lớn giữa này là titan thôi các bạn. Chưa thay thôi. Cái ổ khóa thắng cũng được lắp một miếng titan ở ngoài luôn nè. Ốc thay thắng cũng là titan luôn. Nắp bình dầu là được làm titan, gắn thêm hai con ốc GR5 xanh lục bảo. Tay thắng thì cũng được trang trí là hai con ốc titan luôn nha mọi người. Còn đây cũng vậy, ốc chân kiến nhưng là ốc titan. Bao tay và gù là Vioma loại 11. Đây thì cũng có móc titan luôn. Này là em này thích titan nha mọi người. Thích dọn kẽn titan, màu titan. Oh my god, who the hell cares. Cái vậy thì hai ốc đây cũng được đổ là titan luôn. GR5 titan GR5 luôn mọi người. Tay con thì vẫn là tay zin. Đến phần dàn chân thì ốc về thì được vẫn là ốc GR5 titan luôn. Thì em nó chưa đủ kinh phí để lên titan nha mọi người. Thì để em nó lên full hết xe thì mình sẽ up một clip khác lên để cho các bạn thấy chiếc xe nó up full up titan luôn. Này chỉ được 60% thôi. Thì dàn chân thì gió vẫn là gió zin. Ủa, đó là gió thay hiện tại, không phải gió zin. Lỗi mọi người nha. Đó này được thay lại rồi. Có mâm sơn lại màu bạc rồi. Đúng rồi, này là vỏ CRV. Mình xin lỗi mọi người ha. Thì em nó được thay lại vỏ CRV. Bản này thì bản nhỏ, bản có 60, 90, 17 rồi. Mâm thì được là mâm zin. Mâm zin sơn lại. Mâm zin màu đen, đen nhám, em nó sơn lại màu bạc nha. Sơn lại màu bạc. Thì qua phòng bên đây đi em. Thì ốc bát ốc bát chì dầu thì em nó cũng được độ là ốc titan GR5. Mỗi về cũng vậy, heo thì vẫn là heo zin, chì dầu là dây zin luôn. Đĩa thì vẫn là đĩa zin, em nó là gắn là ốc GR5 titan gắn hết nha mọi người, gắn là titan hết. Chỉ phần cho đâu thì thiếu những con này thì em nói chừng nào khi em nói chừng nào khi nó up xong rồi mình sẽ review lại con này là full up titan cho mọi người xem. Thì đến phần trên dàn áo thì em nó bỏ tem zin, bỏ tem zin được dán lại là tem khác xe chia nhưng mà nó đổi màu rồi đó mọi người, đổi lại là màu của xanh lục bảo lại phối hợp với lại màu vàng, nhìn cho xe nó nổi bật hơn ha, nhìn cho nó ngầu hơn. Xe này thì dọn kiển không có làm máy, ốc
Đây vẫn là ốc Titan G5. Ốc bắt chân cũng G5 luôn. Bồ cũng G5 luôn. Thì em nó tháo cái này ra rồi, có vô được một chi tiết là bô e trụ can. Bô e trụ can. Để chạy nghe cái tiếng nó ột cho nó có thông số lại sở thích của em nó hay sao mọi người. Thì em nó vô cái lọc gió can. Ốc máy thì vẫn là còn ốc zin toàn bộ hết. Nấm có kiểu rồi. Bô thì vẫn là bô zin luôn. Ốc trên này thì em nó cũng độ là ốc Titan G5. G5 luôn. Titan. Okay. Xe này thì như bánh trước thì cũng là vỏ CRV mâm zin sơn bạc lại luôn. Thì em nói là do nhôm sinh dĩa nè, nhôm sinh dĩa rít leo nè mọi người nhìn kỹ này, nó hơi tối rồi, nhôm sinh dĩa là rít leo luôn. Ốc Titan gắn này cho đẹp nè. Gấp cao su kinh rắc. Ốc thì vẫn là Titan. Tem thì vẫn là tem phối màu ốc Titan. Xe này chỉ là dọn kiểm sơ thôi. Còn máy thì nó không có gì nhiều. Thì chi tiết trên đây thì em nó hết. Sở thích là hết chiếc xe nó được hạ thấp lùm xuống á mọi người. Thì em nó đã hạ phục. Hạ phụ này xuống sẽ khoảng 1,5 đến 2 phân á, để cho chiếc xe nó lùn và nó đầm hơn á mọi người. Zin thì nó cao hơn bình thường, còn cái này thì nó hạ xuống thì nó lùn, nhìn nó xe nó liền hơn. Thì xe thì chỉ có nhiêu đó thôi. Thì khi nào em nó đủ tiền hay là có tiền gì đó sẽ up lên full ốc Titan hay là vô heo, vô đĩa, thay mâm các kiểu thì mình sẽ review tiếp tục cái con này cho các bạn xem ha. Thì xe em nó chỉ là có vậy thôi. Mượn con xe này con em mình chạy một vòng thử coi nó là có. Nó nói là chạy hạ phuộc xuống đầm im. Thì để mình cảm nhận coi mình biết thì mình sẽ lấy chiếc xe này mình chạy một vòng thử coi nó là như thế nào nha các bạn. Thì nó lùng nè anh Tài. Ừ, lùng thế. Lùng ngầu á. Em hữu gấp 8 mà. Để mình chạy một vòng cho mọi người xem. Để anh nào á. Nào cho anh chạy. Chạy về xe viên. Đổ kẻ. Tại nó nhìn nó lùn hơn, nhìn nó lùn hơn, nó liền chiếc xe hơn nữa nè. Thì mình mà thì video mình đến đây mình xin tạm dừng. Khi nào con xe này nó up full Titan mình sẽ review tiếp tục một lần nữa để cho các bạn xem là con xe này full up Titan, và sau đó mình sẽ báo giá là full up Titan bao nhiêu tiền cho các bạn tham khảo ha. Thì các bạn xem video này thấy hay thì để lại cho anh em mình một chia sẻ, đăng ký kênh và ủng hộ anh em mình để có nhiều ra nhiều video hơn nữa. Thì xin cảm ơn các bạn. Bạn hả? Chơi.